Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào trung tuần tháng 8, người dân thôn 3, xã Đắc Rờ Măng, huyện Đắc Gờ Long, Đắc Nông hoang mang khi hay tin anh Vũ Văn Mạnh, sinh năm 1975, ra đi tức tưởi với nhiều vết thương trên người trong căn nhà nằm trong dãy thuộc thôn 3, xã Đắc Rờ Măng. Ngay sau đó là một thông tin nhanh chóng được tung ra. Trong đêm đã có 8 kẻ lạ mặt xông vào nhà nạn nhân, cầm theo hung khí để truy sát. Có người bảo Mạnh hay rượu chè gây sự với ai đó ngoài đường nên mới bị lãnh hậu quả như vậy. Người khác lại suy đoán chắc chắn chuyện làm nương làm rẫy của Mạnh bị những kẻ ganh ghét cạnh tranh nên ra tay đoạt mạng để triệt đường làm ăn. Vụ việc được báo lên cơ quan chức năng và ngay sau đó một tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng lập hồ sơ truy xét kẻ thủ ác. Khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị tổng cộng 12 vết thương trên cơ thể, khiến nạn nhân thiệt mạng ngay tại chỗ. Hiện trường huyết trộn lẫn với chăn màn có dấu quẫy đạp. Điều này chứng tỏ hung thủ đã dùng hung khí hạ sát nạn nhân trong lúc ngủ. Khám xét hiện trường, dụng cụ phát dẫy còn dính huyết, giấu ngay trong bụi rậm bên bể nước sinh hoạt cạnh nhà nạn nhân. Ngay sau đó, dụng cụ này được xác định là phương tiện hung thủ dùng gây án. Một diễn biến khác, theo lời khai của chị Hờ Nhang, em gái Hợp Pan, thì vào lúc 5 giờ sáng hôm xảy ra vụ án, vợ của nạn nhân là Hợp Pan có gọi điện đến hốt hoảng báo tin rằng trong đêm có 8 kẻ lạ mặt xông vào nhà và sát hại anh Mạnh. Người chứng kiến còn có Nguyễn Thị Thoan là người làm công bấy lâu của gia đình nạn nhân. Ngay lập tức, Hợp Pan và Thoan được mời đến cơ quan công an để lấy lời khai. Tại đây các đối tượng khai một nội dung như nhau. Họ cho rằng đã có một đám người lạ chưa từng gặp đã bất ngờ ập vào nhà và ra tay tàn nhẫn. Chính những lời khai thống nhất ấy đã tạo nên mối nghi ngờ cho cán bộ điều tra. Sau khi khoanh vùng đối tượng thì khả năng đám người lạ xông vào sát hại người vô cớ như các nhân chứng khai là không xác đáng. Hướng điều tra tập trung ngay vào các đối tượng. Các điều tra đưa ra nghi vấn vì sao Hợp An biết rõ anh Mạnh bị 8 đối tượng vào nhà hành hung đến mất mạng mà đến gần sáng mới gọi điện báo cho Hờ Nhang. Vì sao Hợp An ngủ chung một chiếu với anh Mạnh nhưng không bị liên lụy? Những câu hỏi này cả hai đều ú ớ không giải thích được. Điều đáng chú ý là vào sáng ngày xảy ra vụ án, sáng 29 tháng 8, anh Mạnh và Hợp Pan đã xảy ra một trận cãi vã rất lớn dẫn đến xô xát. Sau nhiều giờ đấu trí, cái đuôi cáo đã lộ ra. Hai nhân chứng đã phải thừa nhận tội lỗi, chính Thoan đã ra tay sát hại anh Mạnh. Trong đó đồng lõa hỗ trợ thị không ai khác chính là Hợp Pan, vợ nạn nhân. Theo lời khai của các đối tượng thì ngọn nguồn của thảm kịch lại bắt đầu từ những mâu thuẫn gia đình. Vũ Văn Mạnh quê gốc tỉnh Hưng Yên, từng ngược Bắc xuôi Nam rồi lên đất Đắk Nông lập nghiệp. Năm 1998, Mạnh đã gặp Hợp Pan, một thiếu nữ dân tộc thiểu số học chưa qua lớp 9. Chàng trai tứ cố vô thân, mong chỗ bấu víu nhanh chóng chinh phục được ngay Hợp Pan. Mặc cho gia đình hết sức can ngăn, thậm chí ngày cưới, họ nhà Hợp Pan tẩy chay bằng cách không đến dự. Nhưng cả hai vẫn quyết tâm đến với nhau. Khi lập gia đình, cuộc sống khó khăn, ba đứa con lần lượt ra đời trong vòng 6 năm. Miếng ăn thêm nặng gánh, những ngày siêng năng của Mạnh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ỷ lại vợ con và thêm thói nghiện rượu. Cứ mỗi lần uống rượu, Mạnh lại lôi vợ ra chửi bới, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân một cách vô cớ. Không chịu đựng được, nhiều lần Hợp Pan đã đòi ly hôn nhưng Mạnh không đồng ý. Những mâu thuẫn ấy lâu dần cứ tích tụ, dai dẳng và âm ỉ, bào mòn sức chịu đựng của Hợp Pan. Dù sống chung căn nhà nhưng vợ chồng không thèm nhìn mặt. Cuộc sống của Hợp Pan tựa địa ngục, vô nghĩa. Nhà Hợp Pan nhiều dãy, đầu tháng 2 có thuê một nữ làm công là Nguyễn Thị Thoan. Mỗi ngày có chuyện cãi vã, Hợp Pan đều kể lại cho Thoan nghe.
thấy nỗi khổ của nữ gia chủ, Thoan đã khuyên Hợp Pan tự tạo cho mình một lối thoát. Ban đầu, Thoan gợi ý cho Hợp Pan đi mua thuốc chuột về bỏ vào rượu cho Mạnh uống. Hợp Pan đồng ý. Đầu tháng 5, Triệu Văn Khánh, 26 tuổi, chồng của Thoan, từ Bình Phước lên, ở cùng Thoan trong nhà của Mạnh và Hợp Pan để đi làm thuê. Giữa tháng 5 2012, Khánh chở Thoan về tỉnh Bình Phước để thăm nhà. Khi đi qua xã Đắk Rờ Măng, huyện Đắk Cờ Long, thì tiện ghé vào tiệm tạp hóa mua 10 gói thuốc chuột bằng nước về đưa cho Hợp Pan. Nhưng đến khi làm thì Hợp Pan không dám. Đến khoảng giữa tháng 6 năm 2012, Thoan và Khánh đi Đắk Lắk để thăm mẹ nuôi. Khi đi, Hợp Pan đưa cho Thoan số tiền 1 triệu đồng để nhờ mua thuốc chuột. Và cũng như lần trước, lần này Hợp Pan vẫn không dám ra tay hạ độc chồng. Sáng 29 tháng 8, Mạnh lại gây sự, một trận cãi vã dẫn đến xô xát xảy ra chỉ vì chuyện nhập nhằng thanh toán tiền công cho vợ chồng Thoan. Quá bức xúc, lần này Hợp Pan đã bàn giao việc sát hại chồng luôn cho Thoan. Nghe Hợp Pan nói vậy, Thoan bàn với chồng, chồng gạt phắt, thì ngoay ngoắt chốt lời, anh không dám làm thì tôi làm. Tối cùng ngày, khi Mạnh và Hợp Pan đã say giấc, thì Thoan thức dậy bật đèn pin điện thoại của mình, dọi lấy ra một hung khí, được Thị cất giấu sẵn từ trước dưới gầm phản gỗ. Thị nhẹ chân đi đến chỗ Mạnh đang nằm ngủ, rồi vung một nhát chí mạng, làm anh Mạnh ngất ngoài. Thấy động, Hợp Pan dậy cầm đèn pin soi cho Thoan ra đòn liên tiếp, cho đến lúc nạn nhân tắt thở mới thôi. Xong sự việc, cả hai dựng hiện trường giả như một vụ ẩu đả giang hồ, thống nhất kịch bản lời khai, nhưng tiếc rằng những lập luận ngây thơ của cả hai nhanh chóng bị cơ quan điều tra bóc mẽ chỉ sau gần 3 giờ đồng hồ. 6 tháng sau, ngày 8 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa lưu động để xét xử những kẻ sát nhân. Hai bị cáo có lúc là thủ phạm, khi lại là tòng phạm, tự nhận rằng bản thân kém hiểu biết về văn hóa, cũng như cuộc sống quá bế tắc trước người chồng vũ phu. Trước hành vi quá dã man của các bị cáo, thì những lời sám hối và những giọt nước mắt muộn màng không đủ để thoát tội. Kết thúc phiên tòa, Hợp Pan chịu mức án 13 năm tù giam, Nguyễn Thị Thoan lãnh án chung thân theo khung hình phạt. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.